Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay là mùng 7 tháng 1 mọi người ạ. Có con game này mới ra mắt nè. Con game Thần Vương Nhất Thế nhá mọi người ơi. Đây là một game của nhà phát hành VTC, nhà phát hành Audition với lại Đột Kích mà mình hay nói đó. Chúng ta bắt đầu vào game nhá mọi người ơi. Rút được tải game tầm khoảng gần 1 GB. Được tải xuống nhưng chưa được nhiều lắm bởi vì là cái game mới mà. Mới ra mắt ngày hôm nay. Ok, game nóng hổi luôn, chúng ta thử vào game xem nhá mọi người. Mình vừa đi làm về cho nên là test luôn cho mọi người. Vũ Lạc trục tinh thần, Linh Quang xung tử tiêu. Ủa, à đây là phần chọn nhân vật này, chúng ta có 4 nhân vật. Thiên hạ độc nhất vô nhị, đồng hành tiên đạo đỉnh phong. Wow, đây là cái phần ảo hóa khi mà nhân vật lấy như vậy đấy mà. Thần phong đoạn thiên hùng, tường ý giáng giao long. Rồi, đẹp thế. Đây là thần tướng các bạn ạ. Thần tướng nha. Kiếm đảng cửu tiêu không, tiên lâm vạn giới động. Đây là kiếm tiên. Như vậy cũng không thấy có cái phần chỉ số sát thương, công kích hay bạo kích hay là gì cả. Thân pháp không 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 thấy có. Tuyệt nhật nguyệt quỷ thần, ảnh tu du tàn ngược. Đẹp phết, đây là tuyệt ảnh các bạn ạ. Nhân vật này có vẻ khá ổn, mình sẽ chọn nhân vật này. Ok, vào game xem nào. Sẽ được gì hay ho không nhá. Hôm nay thời tiết khá là lạnh mọi người. Đi trên đường lạnh cực kỳ luôn. Nào nào, loát nhanh nhanh nào, nào mọi người ơi, loát đi loát đi loát đi, đừng ngại ngùng. Chờ con game này ra mắt mấy lần, hôm mùng 3 mình có tải về rồi nhưng mà cứ tưởng game ra mắt từ hôm mùng 3 mà để đấy mấy mấy hôm mới chơi được. Chờ lâu quá. Không biết lần này nhà phát hành VTC sẽ mang đến cho anh em cái ấn tượng gì đây, bởi vì mấy con game trước thì thật sự là không ổn cho lắm, nó cứ làm sao ấy. Nó không phải gu của mình, không biết lần này là game như nào. Ok, hay là một DJ Mia làm đại diện game các bạn ạ. Rồi, chúng ta có một game 3D Khắc phục diện không khá xa, là chính là rừng hắc ám đó. nhòe, mình cảm giác như nhòe nhòe, không hiểu là do mình chưa tăng giao diện lên hay sao ấy. Nó hơi nhòe. Sút, tăng cái gì đây? Game mới ra mắt được tầm khoảng mấy tiếng mà đã có tới tận 14 server. Đó là mình xem nào. Đúng rồi. Với lại là cái phần cài đặt ở đâu nhỉ? Đồ họa. Quá. Sao nó nhìn cái khách ám nhỏ nhỏ nhỉ? Nhớ cẩn thận nha. Ok, vẫn là cái để mình tỉnh lại thế nào. Ô, nguyên thần này được gọi cao nhất đi các bạn ơi. Đồ họa cao nhất rồi đấy, tắt hết người đi thế này. Ok, tuyệt địa minh thích các bạn. Chúng ta có tới tận là 5 skill nhân vật, một skill đánh thường nữa là 6, khá nhiều. Vẫn là cái giao diện quen thuộc. Wow. Cũng khá là vừa ý mình. À, sao không thấy quái vật nhỉ? Các bạn có thấy không? Quỷ mị hoa yêu. Cái gì này, không biết các bác làm game cái gì đây. Thức tỉnh sức mạnh huyết mạch có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây là cái gì? À, đây là Nghịch Thiên Chiến Thần, dạng như kiểu là một cái dạng mà anh em hóa trao lên đó, dạng dạng như kiểu đấy.
nhân vật là mình đi qua xem là có gì không nào. Sao mình cảm giác cứ nhòe nhòe nhỉ, nó không thật sự là sắc nét đâu thế này. Ủa mình đã vào bang luôn nhỉ, hoạt động bang. Chúng mới nhận được kim bảo khóa. Đây là cái gì đây, cờ, sẽ là cờ binh dự chăng? Ok, đây là phần thành tựu. Với một game 3D thì dung lượng 1 GB thì là khá là nhẹ, không thấy không có cái có hiện tượng giật lag gì, nhưng mà phần đồ họa thì cảm giác hơi bị sơ sài các bạn nhé. Góc dưới bên tay trái này sẽ là dung lượng pin này, góc quay, tọa kỵ. Mạc thượng. Giữa bốn lớp nhân vật này thì không có sự phân biệt rõ ràng các bạn ạ, nó chỉ là cái hình tượng đánh thôi, nhưng mà các game khác thì nó sẽ chia ra, ví dụ như là sát thủ này thì sẽ là sát thương cao nhất này, thân pháp cao nhất này, nhưng mà bù lại thì HP thấp, dễ chết, đó, dạng dạng cảm thế. Xem là con, giống là con búp thì là trí lực sẽ cao, thân pháp thấp. Đây cái gì đây? Ngạo mạn âu thơ, sao cái kiểu gì ấy nhỉ? Đâu có, chúng ta nó qua phần nạp lần đầu đấy các bạn nhá. Nạp lần đầu 10.000 chúng ta chắc sẽ nhận được một món vũ khí này, hai món vũ khí sao ấy. Như là U Minh Phù, đấy là một cái dạng pháp bảo dạng kiểu đấy. Một cái bộ thời trang đi cùng với nhân vật main mà chúng ta đã chọn lúc ban đầu nhá. Ngoài ra thì chúng ta nhận được 1 ngày thôi, không nhận được 3 ngày giống như là các game khác đâu. Rồi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi cứ đâm đầu vào. Ấy xa. Ghê phết, nó còn dọa mình nữa các bạn ơi. Thiên Cang Lang Vương. Sao nó không đánh trả gì cả, nó cứ nằm đấy mấy cái hoài này. Sao nhỉ? Thế thì khả năng là cái phần tự động auto này của game có vấn đề gì rồi. Mình cứ ngồi đấy chờ nó đánh mà nó chả đánh. Tàn nhẫn bất nhân là lời biện hộ của kẻ yếu. Tàn nhẫn bất nhân. Tình tiểu tử Dấn Thiên lại chạy đâu mất rồi. Chúng ta xem shop là các bạn ơi, là kim bảo khóa, thẻ tháng à, phúc lợi, chúng ta phúc lợi mở 7 ngày không nhỉ. Đây là thưởng online này, quà cấp dành cho anh em này, quà cấp có gì không, LV 100. Úi, tức là còn 8 tiếng nữa anh em phải đạt LV 100 thì anh em sẽ nhận được cái này. Hơi lạ cái tính năng này, em bắt anh em bắt người chơi phải thăng cấp thật là nhanh để nhận được cái quà này nhé mọi người ơi. Mọi người để ý. Dạng vật trên thế gian đều cùng ý niệm. Cái gu của mình thì cảm giác cái phần đồ họa này không hợp gu của mình. À, phần cốt truyện dẫn dắt người chơi này. Ai à? Hoàng thất lão tổ. Kinh nhỉ. Kỹ năng huyết mạch. Ok, hóa trao ra quánh các bạn ạ. Đâu để mình xoay chứ nào. Ở trong phần phó bản này không xoay được. Không xoay được đâu các bạn ạ. Buồn ghê. Chúng ta ngó qua phần túi này xem nào. Có gì không? Thời trang ở đâu nhỉ? Không có thời trang. Luyện kim. Chắc là những cái đồ thừa đó. Đồ không dùng đến chúng ta luyện lại. Các bạn có thể thấy cái nhân vật này khi mà thi triển kỹ năng xong thì nó không tự động thi triển tiếp đâu. Thế thì mình mới nói là cái khả năng cái tự động auto đánh của game này nó có vấn đề gì đó. Nó không được liên hoàn, nó không được liên tục ấy. Đấy, nó lại dừng này. Hỏng con game này ra mắt nhưng mà nó không vừa ý mình.
vẫn đang tự động chiến đấu mà, nhưng tại sao nó không đánh nhỉ? Mình phải click tay này. À, sao nhỉ? Nó chả thấy đánh gì cả, đánh mãi không chết được con này. Này đánh mất 30 phút rồi, không phải chết. Ơ. Chán quá. Đánh quá chán luôn cái game này. Háo hức chờ đợi đó mà. LV17 chúng ta sẽ nhận được cái con hươu mà lại còn cành đào nữa các bạn ạ. Cái đường sừng hươu nó có cái cành đào mọc ở trên này, hoặc phải là hoa đào không nhỉ? Chớm nó chuối vãi cả trường. Ơ. À, mình chưa cái bấm gì mà đã vào là cái gì đâu. Ok. Như vậy là game phát tự động auto nha các bạn nhá. Thôi có lẽ mình sẽ xin kết thúc video như vậy. Cái game mà xem chơi chán quá. Không hợp gu của mình tí nào. Nó không mang lại cái niềm yêu thích cho mình. Giác mình cứ kiểu gì. Mình đi xem qua các cái menu nào. Menu VIP này. Thẻ tháng, thẻ quý, thẻ nửa năm. Đầu tư, lễ bao. Lễ bao miễn. Ôi. Mới mua hội viên mới được miễn phí nữa các bạn ạ. Bác là trưởng. Ok. Nó lại vào phó bản rồi, bực hết cả mình. Thôi. Quit game. Xin chào mọi người nhá, đánh giá đây là một game không hay. Đấy mọi người có thể thấy là cái quá là nhiều cái vấn đề cần phải bàn cãi ở đây. Đây này, kỹ năng PK này. Đồ họa game ở mức tạm được, không gì đặc sắc. Không có sự phân hóa rõ ràng giữa các nhân vật. Giao diện thì nhìn cùi mía. Âm thanh game thì đơn điệu. Ưu đãi người chơi mới ít. Không gì hay cả. Thôi xin chào mọi người, bye bye nhá. Sau đây mọi người mình sẽ kiếm một game khác hay hơn. Sắp tới chắc có con Diablo hoặc là con Blue em gì đấy của Hàn Quốc thì phải. Mấy game này khả năng sẽ hay hơn của nhà phát hành này. Ok, bye bye xem mọi người. Xin chào mọi người.